cây nương bền, cây bên đường. Chắc lá diệp có rất là nhiều công dụng tốt cho việc chống rụng tóc. Hôm nay cùng Ola nấu nước để gội đầu nha. Mấy dạo này mình suốt ngày du rú ở trong rừng với thảo dược, với lá tắm, rồi trà săn tuyết. Hôm nay là về lại với chiếc homestay xinh xinh của nhà mình đã. Mỗi lần về đến hôm là cảm giác được nghỉ ngơi hoàn toàn luôn á. Giờ thì thời tiết Hà Giang tụi mình đã bắt đầu se lạnh rồi. Lúc nào bếp nhà mình cũng nghi ngút khói như vậy. Chim muông kêu líu lo mà cảm giác rất là thanh bình và nhẹ nhàng luôn á mọi người. Hôm nay ở nhà cũng có nhiều thời gian thảnh thơi hơn nên là sẽ nấu một nồi nước dầu gội để cả nhà cùng gội đầu nha. Vì sao đầu video mình lại nói là cây bên đường không? Cây trác bá diệp này thì có ở muôn nơi, nhất là bên đường ở những thành phố lớn là mọi người hay trồng làm cảnh. Cây trác bá diệp này thì có chất flavonoid hỗ trợ giảm oxy hóa và phục hồi năng giúp tóc, kích thích mọc tóc rồi ngăn ngừa rụng tóc. Từ hồi tụi mình bé là mẹ cũng hay mang về để đun cùng với bồ kết để gội đầu, vừa hết ngứa mà tóc lại còn dày. Không biết là mọi người có thói quen như thế nào, nhưng mà mỗi lần mà mình đi hái dược liệu á, là thấy những cây nào mà hay hay là mình sẽ lại mang về, xong sau đấy là phơi khô lên để sẵn như thế này. Đó, xong khi nào cần dùng tới là mình sẽ mang ra để sử dụng như vậy. Hôm nay là mình nấu cho cả nhà gội nên là mình sẽ nấu hơi nhiều. Cái củ này thì mọi người hay nói cái câu là muốn cho xanh tóc đỏ da, đây là sử dụng cái này nhá. Hôm nay nguyên liệu mình sẽ có lá trác bá diệp, lá mần trầu bồ kết, hà thủ ô, lá hương như tía rồi gừng, rồi nấm linh chi. Rồi mình sẽ bắc một nồi nước thật lớn lên bếp để đun. Lúc mà tụi mình còn nhỏ ấy, mẹ cũng rất là hay đun những cái nồi nước rất là to, vừa gội vừa tắm luôn được mà rất là thơm nha mọi người. Lá trác bá diệp thì mình có sẵn thế nên là mình cho tươi. Rồi tiếp đó là sẽ cho thêm một ít bò hòn để tạo bọt. Thêm nước vào và sau đó sẽ đun trong vòng 1 tiếng nha mọi người. Lưu diêu cả buổi trưa thì cuối cùng cũng có nồi nước thảo dược để gội đầu rồi. Ôi, thơm lắm mọi người ạ. Hương thơm của thảo dược thanh nhẹ cực kỳ là dễ chịu. Giờ thì mình sẽ dùng một cái khăn xô để bắt đầu lọc lấy nước ra. Trong các loại thảo dược này thì cây trác bá diệp là một loại cây xuất sắc trong việc giảm rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc. Mình sẽ gội đầu nhé. Thì một tuần thì mình sẽ gội như này 2 lần. Thường là tóc của mình 1 năm cũng có nhuộm 2 lần. Đôi lúc là cũng cảm thấy rất sơ rối và dễ rụng. Ngoài cái lúc nhiều việc ra thì mình cũng rất là hay đun nước thảo dược cùng với lá trác bá diệp này để gội đầu. Lá trác bá diệp này mà kết hợp với gừng nữa hỗ trợ giảm viêm, giảm oxy hóa, tạo hình sản phẩm hỗ trợ mọc tóc luôn nha mọi người. Mặc dù mình suốt ngày đội khăn đội mũ đi rừng đi núi nhưng mà tóc vẫn rất dày. Nếu anh chị nào mà hay rụng tóc thì nên thử làm cách này nha. Khoái thật sự mọi người ạ.